ơi, dạo này dịch quá anh em ơi. Tao đang suy nghĩ năng óc không biết chế ra chủ đề gì nữa. Dịch giờ không đi đâu được đó các bạn ơi. Thôi gì để chú chế xuống đi. Còn chú chế quay gì mình quay đó. À chú chế ra kìa. Mới ẻ chú chế. Mới đi xúc miệng ra, ẻ đâu ẻ. Với lâu hỏi lúc nào cũng vô nhà cậu ẻ, trời còn ngoài ra làm chuyện khác nữa chứ. Anh định bữa nay làm gì, tập hợp đông đủ vậy, có ý tưởng gì chưa? Chưa. Cái em chưa có ý tưởng gì chứ, trời chế. Chào các bạn em mấy đó. Chào các bạn. Xin chào các bạn trở lại với kênh Núi Sam TV của bọn mình nha. Thì các bạn có biết tình hình bây giờ là chỉ thị 16 không cho ra đường hả các bạn? Thì team mình bây giờ không có dám ra đường nữa các bạn, quay clip là quay ở nhà hả các bạn? Thì clip có hay có dở thì các bạn cũng thông cảm là do là quay ở nhà thì nó tối lắm các bạn, thiếu sáng nữa. Nó bởi vì bọn mình ngại nhất là quay ở nhà ha, nhưng bây giờ hoàn cảnh bắt buộc thì mình phải quay thôi các bạn ơi. Thì các bạn nhớ thương team Núi Sam TV mình thì nhớ đăng ký kênh Núi Sam TV mình lên 3.000 subscribe và ủng hộ cho bọn mình có động lực để làm nhiều video hấp dẫn cho các bạn xem ha. Thì hôm nay thì chú cháu mình cũng chẳng có ý tưởng gì nữa, cũng khổ quá không biết làm cái gì luôn. Dạ chị giúp gầu cho mình hái quá trời. Thì hay là nó chứ nó khịa tôi hoài luôn các bạn. Nước hoài luôn nè. Ở vậy bọn mình toàn là nào giờ ở ngoài đường không các bạn, sinh tồn này nọ hoặc là đi du lịch trải nghiệm như không, mà ở nhà thì cũng chẳng biết quay cái gì nữa các bạn, ở nhà thì không có làm gì được cái chứ các bạn. Chế cho em nói cái chứ. Nói đi. Bữa em có nhận được dòng tin nhắn gì nè. Giang sao đi quay thấy có cá bạn hoài Giang. Vậy hả? Thì các bạn thấy màu đen vậy thôi chứ ở ngoài nó có logo khác nha các bạn. Là có nghĩa là con thích màu đen nhưng nhiều màu. Với lại cái logo này nè nó bị cái áo khoác đỏ che lại nên các bạn thấy màu đen hết thôi chứ nhà mình áo đen nhiều lắm. Vậy hôm nay mình làm chủ đề trang trí quần áo cũ đi chứ. Trang trí quần áo cũ hả? Ồ cái này cũng hay ha mấy đứa. Để cho các bạn coi quá là điều tuyệt vời luôn. Để hôm nay sẵn cho các bạn coi team mình hồi bữa trước thì gác quá ghê rồi. Bây giờ team mình coi coi khéo tay không ha. Trong team mình coi có ai dễ khéo tay không ha. Rồi ok. Các bạn chơi cái áo đen mình có cái băng hoài, nhưng hôm nay mình sẽ quyết định trang trí áo màu trắng. Đúng ghê. Không đâu vào đâu vậy các bạn. Nói các vậy bạn, là các bạn chơi nó bằng áo màu đen vậy, và cuối cùng tưởng đâu nói trang trí áo màu đen, cuối cùng lấy áo màu trắng trong tủ ra các bạn để nó trực xem. Vậy cho nó áo cũ mà. Trong tủ. Ai nó cũ thì cái áo nào mà không được cũng mặc rồi mà. Chắc nhắc nha các bạn. Okay. Hình con muốn vẽ là hình nào? Cho dạ bạn coi demo nha em. Đây, Doraemon. À vậy là bữa nay Giang sẽ vẽ Doraemon nha các bạn, dễ thương á. Doraemon nó dễ thương á. Tiền sẽ trang trí cái áo của mình là sau lưng nha các bạn. Khánh thì sau lưng sau gì cũng có màu có hình nha các bạn. Áo của nó nói là có chỗ này là chơi được rồi, chế ơi quất luôn đi. Ê chế. Cái gì vậy? Có quần. Quần nào? Trời ơi quần dịch này. Trời ơi, đâu rồi? Cái máy cái quần vậy? Cái máy. Không có cái đáy luôn. Trời ơi. Cái này có ai vậy? Bẩn sao trời. Bẩn sao trời. Quần nám mà chế. Sài Gòn các bạn. Sài Gòn mặc vô thử đi nha. Cái quần này là được đúng nha, cởi nút ra. Ồ ngon à, đẹp à. Nhìn thời trang ghê các bạn. Quay qua đây ơi, nhìn cái thời trang nhỏ 2021. Thời trang 2021 luôn. Quá đẹp. Quá xịn. Còn đây là màu các bạn. Màu nước, pha với nước thành màu nước. Còn đây là bút sáp hả các bạn. Còn này lấy cây son của người ta ra làm gì vậy? Đây là bút chì màu hả các bạn. Rồi ok. Cây son này tí nữa các bạn sẽ biết. Rồi hôm nay các con vẽ trang trí trên quần áo cũ của mình như thế nào tùy các con, để coi để hồi chế chấm điểm coi ai sẽ là người vẽ đẹp nhất. Người chiến thắng ngày hôm nay chế sẽ tặng cho chiếc xe màu xanh. Xe quay tùng chùa hả các quay bạn. Màu, quay tùng chùa hả các bạn. Hạng gì chế được chiếc ít game. Hạng gì sẽ được chiếc ít game của trong clip tùng chùa rất là hot. Hạng ba được cái quần này đem về tặng người yêu. Rồi đó vẽ đi. Rồi hồi coi tác phẩm coi. Hiện tại thì Nobita đang chuẩn bị vẽ khung sườn của Doraemon nha các bạn. Cho nhìn Giang giống Nobita không các bạn. Bữa nay nó vẽ con Doraemon mà nó đem mất kiến cái gan Nobita luôn kìa. Vẽ cho đẹp thôi là Doraemon không có cho bảo bối đâu đó nha Nobita. Ok Doraemon. Đây Doraemon của nó nè các bạn. Đây. Đó thấy không dễ thương không. Trời. Cái này là cái gì nè các bạn. Mình lo lắng quá. Nó vẽ con dung cái gì. Mình lo lắng quá. Dễ dàng lãi à.
Cái này là cọng dây chuyền. Đây. Khúc cuối là coi là cái gì ha. Bây giờ là nó đang giữ bí mật mình cũng không biết nữa các bạn. Cọng này ngọn cự vậy trời. Mình nhìn nó giống lãi luôn. Không khéo nó vậy còn lãi nữa các bạn. Còn cái này ông cầm cái gì vậy? Đồ thực phẩm chứ. Đồ bọc thực phẩm để làm gì đây? Trời má ơi, má bóng rồi ba, má chưa giấu đó giờ. Trời. Làm gì Khánh? Ơi. Chưa biết Khánh đang làm gì các bạn, để coi coi làm gì nữa. Khánh bóng đó giờ mới biết. Trời ơi, bữa thấy nằm tính lắm, tướng tá ngon lành lắm bây giờ. Cơ bụng sáu múi đồ bạn. Ừ, cơ bụng sáu múi đồ. Rồi ai cũng làm hết trơn nè, ai cũng đang đằng trời tập trung làm tác phẩm cho rồi bo cho trái hỏi sao con ngồi chơi, con ngồi thử cái gì ở trong áo rồi vậy? Trời ơi, chứ chưa suy nghĩ được gì hết á. Trời ơi, sao bạn? Rồi, nhìn mình rồi. Nhìn mình giống nét họa sĩ không các bạn? Ừ, vậy đó. Chị em họa sĩ luôn chứ. Hết hồn. Cái tập trung này nè, em làm hết hồn rồi chứ. Mình nghĩ được ý tưởng nha các bạn. Ờ, còn thuốc. Đây, đưa chân này. Thử nè. Làm xong cho miếng xúc xích ăn tiếp. Trải qua mấy giờ đồng hồ á, thì team mình cũng đã vẽ xong rồi các bạn. Rồi Khánh cho khán giả coi đi tác phẩm của em là như thế nào. Thì là tác phẩm của nhà thiết kế các bạn. Ngoài sau là của mình nữa các bạn. Đâu. Trời ơi trời, nhìn không thấy gì luôn các bạn ơi. Cái này là cái sao cái môi của Khánh nè các bạn. Khánh ủa? Nó dục sao? Cái này cái môi hả chế? Ờ cái môi. Cái môi nó đạch vô nè. Ồ vậy là em có cái bị cái gì rồi? Em nhìn em tự lưu đích không? Lưu đích dịch đó không? Như lưu đích dịch. Ờ. Nhìn giống môi chút rồi mới đầu hồi là thành lưu đích dịch lên đến nay dòng vô luôn các bạn. Rồi bo cho coi tác phẩm rồi bo. Chế. Ừ, dễ đẹp đây. Dạ. Không, đây là tác phẩm của tao, chế còn của con nè. Ờ, tác phẩm của con là cái gì? Đâu? Chân chó hả các bạn? Ghê luôn các bạn. Nhìn cũng ngon lành chứ bộ, giỡn rồi. Mày sao chân gì thấy ghê vậy? Gì? À, cái đó là của con gấu. Hai chân nhỏ hả các bạn? À, hai chân nhỏ giọng nhau liền liên tiếp hả? Còn cái này là cái gì á? cái này là gì nè các bạn? Cái này con gì á? Không biết luôn. Không biết là chứ. Biết luôn. Rồi đây có một dòng chữ là cũng như là chữ ký. Bo nuôi san TV. Quá ghê là trời ơi trời có cái áo kìa. Anh tiện cho khán giả coi coi. Này là của nhà thiết kế nha các bạn. Ờ biết rồi, chắc chắn rồi, con gồng này chắc anh vẽ không được đâu. Đi xì ly trời. Nhìn kỹ rồi con các bạn. Cây. À cái cây. Cây. Cái gì á? Cho khán giả biết coi con vẽ định vẽ cái gì? Dạ cái đào. Cái đào hả? Trời ơi là trời, coi các bạn ơi, cái đào nào lần đầu tiên trên cuộc đời tôi mới thấy là cây đào tới hù như vậy luôn. Cây đào bị cháy. Không phải, cây đào bị cháy. Bị cháy hả? À, cây đào bị trong quả quạng nó bị cháy các bạn, còn than không các bạn, còn tàn tích là đào bóng đêm. Cháy. Rồi vậy, đúng sao tôi sợ tao không biết nữa các bạn. Rồi, cái này là căn nhà ma 208. Trời ơi là trời, căn nhà ma 208 quan các bạn biết có coi chưa, kiếm 208 căn nhà ma. Có số điện thoại luôn bạn. Này là cái gì? Số điện thoại. Này mới 807 20 gì? 21 là cái gì á? Này là để làm kỷ niệm bạn. À cái nhà quay hả? Dạ. Ghê quá các bạn ơi. Ủa, thấy chưa? Dán dễ mèo đẹp quá các bạn. Họa sĩ vậy đấy. Không phải chứ. Đừng không hiểu lầm. Đồ vàng mai nha các bạn. Sao mà lúc đầu thì mình tưởng là đưa con Doraemon có má hồng dễ thương, sao mà con Doraemon này nhìn chắc chơi với gì các bạn. Doraemon này nè, Doraemon này bị thiểu này. Doraemon này giang hồ quá các bạn ơi, nhìn hút hút đây, đây có chữ ký của mình nè, bạn nào có mua thì cái áo này liên hệ mình bán rẻ cho. Nguyễn Minh Thành nè. Rồi ok chưa. 7/18 là sao nữa? Này là ngày em sản xuất ra nó. À, là 18 tháng 7 đó. Còn đây là tên của em. Ừ, đây dạ. Là chữ ký của em. À Giang Mai 208. Áo này mình bán rẻ thôi các bạn, 10.000 đô nghe các bạn. Ừ, vậy. Rồi. Có bán trên Shopee không? Có là Shopee. Rồi Shopee các bạn tìm Giang áo Doraemon Giang Mai rồi sẽ có. Shop Giang Mai, Shop Giang Mai. Ok, sẽ gửi về tận nhà luôn. Chế rồi giờ ai là người chiến thắng chế? Chế chấm điểm đi chế. À tao thắng chắc.
Chấm điểm thì sao cũng khó chấm quá các bạn ơi, tại vì ai cũng ngang tài ngang sức hết trơn á. Cả tấm mạng đúng không? Ờ đúng rồi, khó quá. Ai vẽ cũng muốn ói. Bây giờ để phần thử của bầu trái có nói là ai giải nhất thì được chiếc xe màu xanh. Giải nhì được chiếc X game này á. Thì còn ai gà giá ba tặng cho con chó luôn, tên bự đó là các bạn. Nó muốn lấy gì đó lấy đi, rồi thôi bây giờ mấy con muốn lấy gì đó lấy đi. Chứ bây giờ bọn con vẽ ói luôn á. Đó, team mình chỉ giỏi về sinh tồn thôi, còn vẽ là các bạn đã thấy rồi đó, khả năng vẽ của team mình thật sự là bá đạo lắm đó các bạn. Rồi chào các bạn đi mấy đứa. Chào bạn.